các bạn yêu mến và ủng hộ CD này. Và sau đây với một bài hát cũng rất là xưa, rất quen thuộc, Tùng Quang xin gửi đến quý vị, mời quý vị thưởng thức ca khúc đừng mang tên Vết Thương Cuối Cùng. Chia tay mà cũng phải cảm ơn nhau lần chót. Tại lỡ yêu nhau rồi mà trong cuộc đời này tình yêu nó đang đem đến cho mình, cho dù buồn hay vui mình cũng phải cảm ơn, đúng không? Đúng không người tình? Đúng rồi, đúng rồi. Sao? Bây giờ thôi mình nói chuyện chút đi nha. Nãy giờ mình cứ hát miết vậy đó mà không có được quyền, chưa có dịp mà nói chuyện với Thu trên sân khấu.
Quý vị thấy sao ạ? Thấy Thu hôm nay có đẹp không ạ? Sao da yếu quá vậy? Phải nằm ở dưới đâu hết rồi. Thấy Thu có đẹp không ạ? Còn mấy chị phái nữ, Thu có đẹp không ạ? Thấy trời chưa, ơi, thấy mấy chưa? Anh thấy chưa? Vậy chứng tỏ là mấy chị thương Hồ Lệ Thu hơn. Hoặc là mấy anh có nàng đi bên cạnh không dám khen. Đúng không quý vị? Đã, trời đúng, trời đất ơi. Nói chơi mà sao trúng thiệt vậy trời. Trước hết thì Quang chúc mừng cho Thu là có được một chương trình live show thật là dễ thương mà được lòng yêu thương của khán giả rất là nhiều như vậy. Thì quý vị cũng biết mà Thu là một người ca sĩ rất là dễ thương, ngoài đời là một người bạn rất là thân với Quang. Mà nếu mà đứng đây mà khen thì quý vị cũng thấy là Thu là một người ca sĩ vừa đẹp nè vừa hát hay. Chính vì vậy mới được lòng khán giả. Sao? Nói đứng đây mà khen, Thu tưởng nói là đứng đây khen cái quý vị sẽ nói là mèo khen mèo dài đuôi kỳ quá. Đâu có đuôi đâu. Có cái đuôi chút chút nữa. Ý Quang mở lời là để nói cho quý vị nghe bí mật của Thu chứ không phải là khen. Tại vì nếu mà khán giả không thương Thu thì khán giả sẽ không đến. Mà khán giả đến rồi thì Thu phải hết mình đêm nay, đúng không? Nhưng mà cái điều mà Quang muốn nói ở đây, muốn bật mí cho quý vị biết là Thu là một người nấu đồ ăn rất là ngon. Tại vì quý vị biết anh em thường đi hát thì đi xa, có những nơi thì không có ăn được đồ Việt. Thì thông thường về ngày thường á là Thu chuyên môn nấu canh chua cá kho quẹt, mời Quang qua. Cá kho quẹt còn thêm một món nữa cũng rất là Việt Nam là mắm ruốc xào thịt quý vị. Mà Lương Tùng Quang là người yêu cầu món đó nhiều nhất. Quý vị nào mà muốn ăn mắm ruốc xào thịt live show sau lại Thu kho sẵn, làm sẵn, xào sẵn rồi mời quý vị. Đó là bí quyết mà Quang muốn quý vị biết là Thu là một người ca sĩ rất là đa tài, hát hay. Coi như diễn tốt mà lại là nấu đồ ăn rất là ngon. Mà Quang làm chứng, tại vì Quang đã từng tới nhà ăn rồi. Anyway, đêm nay một chương trình thật là vui. Một số lượng khán giả rất là đông mà lại yêu thương Hồ Lệ Thu như thế này. Thì cảm nhận của Thu như thế nào đối với khán giả đêm nay? Chắc hồi nãy Quang ở trong, Quang chưa có nghe. Nhưng mà bây giờ thôi nhắc lại cho mọi người cùng nghe và Quang cùng nghe. Tại vì Thu biết là hồi nãy có một số VIP vẫn còn chưa vô. Thì Hồ Lệ Thu, cảm giác của ngày hôm nay thì phải gọi là sao ta? Nếu mà nói là gọi là lân lân phê phê. Tại vì chưa đủ phải không? Hả? Chưa đủ. Chưa đủ hả? Rồi sao nữa? Phải có từ nào hơn cả từ phê kìa. Tê tê. Chịu chưa không? Đủ. Ây à, quý vị ơi, vậy sao giờ quý vị giúp Hồ Lệ Thu cái coi có cái từ nào mà phê hơn cái tê nữa không? Y chang, y như trong đầu của em nghĩ. Sướng. Sướng. Ây à, sao mấy người này hiểu ý nhau ghê ta. Thôi, hôm nay Hồ Lệ Thu rất là sướng. Hồ Lệ Thu rất là sung sướng. Đứng ở đây có một cái live show. Nói mà lộng lẫy huy hoàng thì cũng chưa dám, nhưng mà cũng đỡ để tặng đến cho quý vị khán giả Seattle. Vì Hồ Lệ Thu nói là Quang biết không, Hồ Lệ Thu đi hát rất là nhiều nơi, nhưng mà tại sao cái live show đầu tiên, thực ra là Hồ Lệ Thu có một cái live show trước ở ngay tại Orange County cùng Lương Tùng Quang và Như Loan là guest mời trong chương trình. Yeah. Nhưng đây là một cái chương trình mà lớn nhất và chuẩn bị kỹ càng nhất. Thì Hồ Lệ Thu lại happen tổ chức ở Seattle là tại vì ở Seattle này mỗi lần Hồ Lệ Thu đến có tất cả các anh chị, các bạn và tất cả những khán giả hâm mộ rất là thương mến Thu và yêu cầu Hồ Lệ Thu hát rất là nhiều những bài hát mà quý vị đã xem trên video. Đúng rồi. Nhưng mà không có những chàng đẹp trai để hát chung. Cho nên là hôm nay Hồ Lệ Thu đứng trên sân khấu này tổ chức một live show chuẩn bị đàng hoàng kỹ lưỡng nhất để hát tất cả những bài mà quý vị thương mến Hồ Lệ Thu và yêu cầu Hồ Lệ Thu với chặng tất cả những chàng ca sĩ đẹp trai trong video. Chỉ là phụ thôi, Thu là chính. Xin quý vị một tràng vỗ tay cho nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu.